Mở đầu chương trình đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện dự án đường vành đai 4. Phần cuối chương trình là phóng sự Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Cừ huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Dự án đường vành đai 4 đi qua thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm phải di chuyển 536 ngôi mộ khi bắt đầu triển khai. Cấp ủy chính quyền và ban công tác mặt trận thôn cũng gặp nhiều khó khăn bởi người dân có tư tưởng đã hết thời điểm thích hợp để di rời mộ mả. Một số có suy nghĩ nếu di rời mộ ông bà tổ tiên, con cháu sẽ làm ăn khó khăn. Trước tình hình đó, ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các chi hội đoàn thể đã tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Người địa phương thì các anh ở bên ủy ban mặt trận cũng vào là giải thích thì gia đình nhà tôi là làm đầu tiên. Nhà tôi là 22 ngôi, thì nay đã chuyển được là 20 ngôi rồi. Các con cháu hưởng hết. Đến hiện nay là chúng tôi 530 ngôi, đã chuyển được 388 ngôi trước Tết. Giờ hiện nay còn có mấy mộ đá chưa chuyển được và chúng tôi sẽ quyết tâm theo đúng lịch là để tháng 6 năm 2003 đã bàn giao được 75 dự án. Xã Trường Chắc, huyện Văn Lâm có 87 ngôi mộ đã quy chủ thuộc 27 hộ gia đình phải di chuyển để thực hiện dự án đường vành đai 4. Đến nay, xã đã di chuyển được 85 ngôi, còn 2 ngôi là của người dân xã Vĩnh Khúc chưa quy hoạch được khu nghĩa trang mới. Có kết quả đó là do cấp ủy chính quyền phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc xã đã tổ chức nhiều cuộc họp với người có đất thu hồi để phổ biến chủ trương thu hồi đất, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, đẩy mạnh đối thoại với người dân. Mặt trận tổ quốc xã Trường Chắc đã triển khai đến các thành viên của mình, từ đó một các ngành đoàn thể là triển khai tới các cơ sở thôn, thường xuyên nắm bắt cái tư tưởng của từng hộ gia đình, nắm lại cái kênh thông tin là ở đây gia đình mình còn cái gì khúc mắc, còn gọi thế là cái gì mà gọi thế là cần phải giải đáp. Với sự chủ động linh hoạt và cách làm bài bản của hệ thống mặt trận các cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền trong huyện, đến nay, huyện Văn Lâm đã di rời được 656 trên 1.137 ngôi mộ ngay khi chưa có kinh phí bồi thường hỗ trợ. Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ có trên 1.800 hộ dân với trên 6.000 nhân khẩu. Đến cuối năm 2022, ta có 2 trên 3 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được kết quả đó là do mặt trận tổ quốc xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động tự nguyện hiến đất làm đường thôn xóm đường xa đồng, đặc biệt là phát huy tốt vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng. Trong những năm qua, ban chấp hành đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội và phát huy cái vai trò của ban thanh tra nhân dân cũng như là giám sát cộng đồng trên các công trình được đầu tư công của xã. Để tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mặt trận tổ quốc xã Đoàn Đào đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đã được tổ chức từ xã xuống thôn. Các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình tuyên truyền vận động là các hộ gia đình hiến 3.300 mét vuông đất, tiếp tục trồng các cái tuyến đường hoa, rồi đường điện chiếu sáng, và đồng thời phối hợp với những người con quê hương để tham gia ủng hộ tiền, rồi làm đường điện công trình tâm linh của xã. Với mục tiêu về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, mặt trận tổ quốc huyện Phù Cừ đã phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực. Mặt trận tổ quốc các cấp huyện Phù Cừ thời gian qua thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội trong cái xây dựng nông thôn mới. Ban thanh tra nhân dân cũng như là ban đầu giám sát đầu tư cộng đồng thì cũng được chúng tôi rất là quan tâm, chỉ đạo sát sao để thực hiện có hiệu quả trong cái việc xây dựng nông thôn mới. Nhờ những hoạt động thiết thực của mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp đoàn kết nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.